Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và ngày hôm nay là cái ngày, những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi thưa quý vị, trước khi chúng ta bước sang năm Bính Thân. Trong cái thời điểm hôm nay đó, thì thành phố San Jose và cả nước Mỹ cũng rộn ràng một câu chuyện, đó là chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ. Bầu cử từ chức tổng thống cho đến chức nhỏ nhất tại địa phương là các city council members, các nghị viên của các thành phố. Từ việc có thể nói là cuộc chạy đua nào cũng đầy gay cấn. Dưới đảng Dân Chủ thì bà Sandy, và dưới đảng Dân Chủ thì ông Sanders và bà Hillary Clinton đã trải qua cái Iowa caucus đến cái độ nghẹt thở, đến cái độ mà người ta tưởng đó là cái hòa. Nên virtually tie là thực sự là hòa. Một cái cuộc đua nghẹt thở, và chúng ta thấy ông chồng đứng thấy vợ mình đang chạy đua nghẹt thở như vậy, Bill Clinton bắt đầu bước vào cuộc cũng đi vận động tranh cử cho vợ. Và một cái cỗ máy bắt đầu hoạt động. Rồi chúng ta thấy bên cái đảng Cộng Hòa thì ông Donald Trump đã bị lật đổ ngay tại Iowa và đang tìm mọi cách để tìm chiến thắng tại New Hampshire. Và thưa quý vị, Rubio và Ted Cruz cũng đâu để ngồi ông Donald Trump muốn làm gì thì làm. Chứ cái cục diện tranh cử tại Hoa Kỳ nó đang bước vào cái giai đoạn cực kỳ sôi nổi. Mà trên làn sóng này chúng tôi sẽ có dịp thưa chuyện cùng quý vị. Trở lại câu chuyện thành phố San Jose, thì thưa quý vị, hai ngày hôm nay phiên tòa ở tại San Jose vẫn đang xử cái vụ Brown Act. Trong đó thì các viên chức của thành phố San Jose cũng đang đứng trước cái ghế mà gọi là nhân chứng và bị hỏi cung. Rồi các nghị viên thành phố San Jose, báo Mỹ nói rất nhiều ngày hôm qua, thì báo Mỹ lại tiếp tục nói về ứng cử viên Nguyễn Mạnh, nghị viên Nguyễn Mạnh. Tờ San Jose Insider lại tiếp tục đề cập và có những cái ngôn ngữ mà họ dùng thì làm người Việt chúng ta sẽ nghe rất là đau lòng. Bởi vì những cái ngôn ngữ mà báo chí Mỹ họ dùng, bởi những cái tính từ, bởi những cái hình dung từ, khiến ta đau lòng khi những ứng cử viên người Việt của chúng ta hay là những dân biểu người Việt chúng ta, dân cử của chúng ta trên mặt báo Mỹ không có gì vui thưa quý vị. Và thậm chí chất ngôn ngữ rất là khắc nghiệt. Rồi thưa quý vị, các cái cuộc bầu cử khác cũng đang trên kỳ sôi nổi. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chuyện đời của nhà văn Giao Chỉ, tức cựu đại tá Vũ Văn Lộc, chúng tôi muốn nghe ông phân tích về cái tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ và trong đó các cộng đồng Việt chúng ta. Nhưng có một cái điều, trước giờ lên làn sóng, trong lúc mà đàm đạo vài ba phút, nhà văn Giao Chỉ, tức cựu đại tá Vũ Văn Lộc, có nói một câu mà tôi cảm thấy trân trọng. Ông nói rằng: Nam ơi, bác lớn quá rồi, bác lớn tuổi quá rồi, bác không ở được bao nhiêu năm, nhưng bác muốn trao cái nhiệt huyết và cái tấm lòng của bác lại cho thế hệ sau. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phần trao đổi ngày hôm nay, cái phần sự kiện phân tích đó, thì nó ít phần quan trọng hơn. Mà quý vị sẽ nghe một vị cựu đại tá đã hai lần di cư. Một lần di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, bỏ lại đằng sau cầm quê hương mình ôm ấp. Rồi năm 1975 thì một lần nữa giã từ quân đội, giã từ quê hương, đến tị nạn trên vùng đất mới. Một người mà 40 năm liên tiếp để phục vụ cộng đồng với nhiều công việc khác nhau. Tôi hay thường nói, nếu tôi có mơ ước thì tôi mới ước được sống đến cái tuổi của bác và vẫn làm được việc như bác đang làm. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nghe thêm một phần của bác, không phải chỉ vấn đề tranh cử mà một tấm lòng cho ngày mai của cộng đồng người Việt của chúng ta. Cháu xin trân trọng giới thiệu bác với tất cả quý vị, xin kính chào bác. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Nam rất nhiều với lời giới thiệu nặng về vấn đề tình cảm. Bây giờ thì mình nói là đầu năm dương lịch, cái cuối năm âm lịch, thì chúng tôi cũng có một số những cái tin tức, nhận xét và những trăn trở để chia sẻ với lại quý vị, với lại anh Nam của Cali Today. Thì trước tiên nên nói về vấn đề bầu cử đây, thì tôi cũng chỉ xin thưa với quý vị là chúng ta không nên quên một cái kỳ bầu cử vừa mới xong ở quê hương Việt Nam. Dạ. Anh thấy không? Dạ. Cái mấy tháng qua đó ở Việt Nam ấy, tuy là nói là không phải là tổng tuyển cử toàn dân, chỉ là bầu trong một số những cái đảng viên thôi, nhưng mà cũng là cả là một cái một thiên
Trường Thiên tiểu thuyết đặc biệt đấy. Và cái kết quả là cũng đặc sắc lắm đấy. Thế nhưng mà có một điểm là quý vị nên nhớ là báo chí Mỹ có nhắc tới, nó cũng nhắc chuyện vui thôi. Tôi đọc được là báo chí Mỹ đó thì nói là thường thường Tổng thống Mỹ không có đón tiếp lãnh tụ đảng. Thí dụ như là bây giờ ông lãnh tụ đảng trưởng đảng Cộng sản của một cái nước nào đó, như ông lại là vừa là Tổng thống hay là vừa là Thủ tướng kiêm Tổng Bí thư, thì người ta tiếp với chính cách là đại diện nước. Thì còn cái ông trọng của mình kỳ vừa qua được ông Obama tiếp là đặc biệt lắm đấy. Ông ấy không phải là đại diện cho nước, ông không phải là Thủ tướng, ông ấy chỉ là đại diện cho đảng thôi mà ông được. Thế thì qua thì báo Mỹ nó cũng nói đùa, nó nói là thảo luận gì đi chăng nữa đó cũng không quan trọng, là ông bí thư đảng ông có hỏi ông Obama đó là ông có thể cho biết ở bên này nhà băng nào tin cậy không, không thấy không? Để ông gửi tiền. Thành ra ông Tập Cận Bình cũng gửi tiền sang nhà băng Mỹ, các nhà tài phiệt ở bên Mỹ đầu tư là nhận tiền của ông Tàu, nhận tiền của ông Thủ tướng. Bây giờ ông Tổng Bí thư cũng sang chỉ hỏi thăm cái chỗ nào để gửi tiền thôi. Thành ra Trung Cộng với Việt Cộng gặp nhau ở nhà băng Mỹ thôi. Không có anh nào mà lại đi hỏi gửi tiền sang Nga cả. Mà Việt Nam cũng không gửi tiền sang Tàu. Mà bây giờ cũng không gửi tiền sang Âu Châu, Mỹ. Thế thì ông Obama chắc là phải chỉ cho ông kia biết là có những nhà băng nào tin cậy, chỗ nào làm ăn được. Thế bảo thế thì ông Tổng Bí thư tính sao? Bảo thì chúng tôi chưa có nhiều, nhưng mà chúng tôi phải hỏi để rồi chúng tôi mới tính. Thành ra ông giúp cho. Cái Mỹ thì không phải là ủng hộ ông Dũng đâu. Dũng đủ rồi, gửi sang hết rồi. Bây giờ đến lượt ông này đó, ông kiếm tiền. Đấy, thành ra anh Mỹ nó tinh lắm, nó cũng nói đùa đấy. Cái vấn đề mà bầu cử nó cũng quan trọng. Và ông Việt Nam ông nói là bầu cử ở Mỹ đó cũng vì tiền. Anh nào mà gọi là tiền mạnh ấy thì là đi được. Nhưng mà tuy nhiên tôi có một cái tâm sự là vừa giờ anh Nam vừa nói đó. Chưa bao giờ một cái cuộc bầu cử ở Mỹ mà lại có những cái biến chuyển đặc biệt như bây giờ. Cái ông Trump mới là tiền bạc như vậy. Thì bây giờ báo chí bắt đầu nói ông Trump, bắt đầu lại nói đến cái cuộc đời của người có thể trở thành đệ nhất phu nhân là vợ ông ấy. Vợ ông này đó mà trở thành đệ nhất phu nhân thì cái đó nó lại còn hay hơn cái ông Trump làm tổng thống đó. Đấy, thành ra tưởng tượng mà xem, cái đó cũng là cái lạ. Thế nhưng mà có một điểm được là cái bộ tham mưu của Đảng Cộng Hòa rất là lo ngại. Cho nên bây giờ cái anh crew đó bắt đầu lên theo giáo diết rồi. Tức là ông tay crew này tay đã thắng ở một cái tiểu bang đầu tiên. Nhưng mà rồi từ nay cho đến cái ngày mà đại hội Đảng Cộng Hòa đó, cái kết quả cũng là một chuyện lạ. Nhưng mà tôi xin phép tiên đoán với quý vị là Trump không chưa chắc đã thắng. Cái người thứ nhì và ông crew bây giờ có thể thì là một gương mặt hoàn toàn mới. Và anh này cũng đặc biệt nữa là cũng là con cái lâu đời của di dân. Nó cũng không phải như vậy, anh đẻ ở bên Mỹ nhưng mà anh là di dân. Và là một gương mặt mới, là một hiện tượng mới giống như là Obama ngày xưa. Thế bây giờ tôi tưởng tượng, tôi thưa với quý vị là nếu anh này anh được Đảng Cộng Hòa công nhận sau kết quả sau đó, thì anh Trump này anh ấy lúc đó anh ấy trở thành một người hy sinh vì Đảng. Anh nói là tôi ủng hộ anh này. Thì lúc đó cái ngôi sao của Đảng Cộng Hòa mới bắt đầu lên được. Đấy, thì kêu sao nữa. Thành ra có thể như vậy. Thế bây giờ còn phía bên Dân Chủ đó, thì đây là một cái thử thách của phụ nữ và một bậc cao niên. Anh thấy không? Một bên là một cao niên trong tư cách đạo mạo, trông rõ ràng là một người ra dáng là tổng thống của nước Mỹ của một cái thời đại mới.
một thứ Reagan mới đấy, với lại bên phụ nữ gay cấn. Hai bên Cộng hòa với lại Dân chủ đều có từ cặp rất là gay cấn. Nhưng mà nếu phải bắt, tôi vẫn bắt bà Clinton với tất cả những khó khăn. Là bởi vì cái lý do là như thế này. Nước Mỹ đã từng có nhiều vị cao niên lên làm tổng thống, nhưng mà chưa có một người phụ nữ. Thành ra cái nhân tình thế giới, những cái ngôi sao ở trên trời chiếu qua chiếu lại, thiên văn địa lý nói là nước Mỹ đã đến lúc cần một người phụ nữ. Với tất cả những cái gọi là khó khăn hay giờ, thì nếu mà lần này mà không bà Clinton không được thì phải nhiều đời sau mới có được một người phụ nữ. Thành ra cái hay cái giờ là tương đối thôi. Nhưng mà cái định mệnh của đất nước nó sẽ đưa đến để tôi bắt. Cho nên nếu phải đánh cá ở bên Las Vegas ấy, thì là bắt một người đàn bà Hillary Clinton. Đấy đó là mình đánh cá vậy thôi. Nhưng mà cái bàn cờ còn gay cấn lắm. Thế bây giờ trở lại vấn đề là bầu cử ở cái đất của mình đây, thì tôi xin tâm sự với anh Nam với quý vị đó, là cá nhân tôi đó là từ Bắc vào trong Việt Nam 20 tuổi, rồi đến sau 21 năm ở lính ở miền Nam ấy, lại ra đi một chuyến nữa. Được cuộc đời nói thật tình may mắn hai lần, lần di cư thứ nhất, lần di cư thứ hai may mắn sang bên này đấy, mà thấm thoát mà ở cái đất San Jose này đấy là đã trên 40 năm có lẽ đấy. Thành ra cái cuộc đời ở San Jose này nó lại dài hơn là cuộc đời ở Hà Nội, và nó lại dài hơn cuộc đời ở Sài Gòn. Mà bây giờ chợt gọi là San Jose là my hometown, là cái thành phố của chúng tôi. Thế thì quý vị, tôi thưa với quý vị là khi mà chúng tôi về đây trong công việc làm ăn ấy, thì chúng tôi có dự những cái buổi mà cái ông thị trưởng mỗi năm ông ra ông ấy trình bày với công luận. Thì tôi dự những cái buổi như vậy, những cái buổi đầu tiên nên làm vào năm 78, 79 thì đã rồi 80 mỗi năm như vậy. Thì ông thị trưởng nào cũng vậy, là nói thành tích trong năm vừa qua, và có đôi khi ông ấy lại có bản tóm lược bằng tiếng Mẽ. Ở vì dân ở đây là dân Mẽ. Có đôi khi ông thị trưởng lại là một ông Mẽ nữa, cho nên ông lại nói thêm tiếng Mẽ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ cái tiếng Việt Nam được ông thị trưởng ông ấy trân trọng. Ông ấy nói, và ông nói với cử tọa Việt Nam. Thì cái kỳ chủ nhật vừa qua tôi thấy có một cái ân hạnh là ông thị trưởng, ông Sam, ông ấy lên ông trình bày bằng tiếng Mỹ, nhưng mà cái bản thuyết trình của ông ấy là tiếng Mỹ và tiếng Việt, và có người dịch hết tất cả ra. Thế rồi thì trên cái bàn chủ tọa đó, thì ông thị trưởng ngồi như vậy đó, thì có hai ông nghị viên gốc Việt, ông Tâm Nguyễn với lại ông Mạnh Nguyễn, lại có thêm một ông đại úy phó cảnh sát trưởng của San Jose nữa. Thì tôi thấy cũng là một cái hiện tượng đặc biệt cho người Việt. Nhưng mà mất bao nhiêu lâu? 40 năm. 40 năm thì tiếng Việt tưởng là ngày đó, tưởng là cái lúc 40 năm trước, tưởng là về sau tiếng Việt thì không còn nữa. Nhưng mà lúc đó mới bắt đầu xuất hiện. Toàn cử tọa là toàn là người Việt. Nghe ông thị trưởng báo cáo về những chuyện đã làm và những chuyện sắp làm cho cộng đồng người Việt. Thì cái đó tôi nghĩ, cái đó là cái giá mà mình đã đạt được. Tại sao mà được như vậy? Lý do đó là dân của mình đông. Dân đông. Và thứ hai đó là cái người đi ghi danh đi bầu đông. Nếu mà bây giờ dân mà đông mà không ghi danh đi bầu cũng không có giá trị. Bây giờ làm thế nào mà lại nhiều người lại ghi danh đi bầu? Là có nhiều ứng cử viên. Ứng cử viên hay, ứng cử viên dở, nhưng miễn là Việt Nam, mỗi ứng cử viên đều lôi kéo được một số những cử tri đi bầu, về cho bầu cho mình. Nhưng mà cộng lại, nó trở thành cái khối cử tri Việt Nam. Thế thì bây giờ nếu quý vị nghĩ rằng chỉ có một người ra ứng cử nghị viên, thì ông ấy lôi kéo được, thí dụ tôi nói chứ được là 10, 20 hay là 30 ngàn người, hay như vậy.
Nhưng mà có thêm một ông ứng cử viên nữa, mà dù không có giỏi nhưng ông cũng kéo thêm được 5.000 người của ông ấy. Thế thì bây giờ nó nói quý vị biết đấy, là nếu mà ra một cái ghế bây giờ đấy, là độ toàn đồng Việt Nam ra là ghi tên thôi, thì kéo được một số những cái người cử tri đông hơn nữa. Thành ra vì vậy nên tôi có quan niệm ngược lại với các quý vị khác. Quý vị khác bảo là mình chỉ ra một người để dồn phiếu. Tôi thấy không nên. Trăm hoa đua nở, không có dồn gì cả. Ai muốn ra cứ ra. Mỗi người có thể đem đến một cái số gọi là cử tri. Và khi cái dân chúng với lại các chính khách khác ấy, họ nhìn về tổng số các cử tri, họ đánh giá cộng đồng. Chứ họ không nhìn một số cử tri bầu cho một ứng cử viên, họ cộng tất cả lại bao nhiêu người Việt Nam đi bầu, cái đó nó có cái giá. Thế thành cái đó là cái vấn đề đó. Thế rồi thì thêm vào đó nữa đó, là trăm hoa đua nở, đây là cơ hội đồng đều, phải nhiều người ứng cử không có sao cả. Đó là tôi quan niệm. Cho đến kỳ này tôi thấy là cái chức dân biểu ấy mà có tới 3 người Việt Nam ra, tôi thấy cái điều động tốt đấy. Một hai người phụ nữ với một người nam, hai người đảng Dân Chủ, một người đảng Cộng Hòa, cái điều đó tốt thôi. Thành ra tôi chủ trương ngược lại với một số người là chỉ cần một người ra để dồn phiếu. Bởi vì như thế này, ở trên đời này, thế giới, thí dụ đó, mình không thích người đó thì làm sao? Phải cho người ta lựa chọn. Dồn phiếu thì cũng là điều tốt đối với lại những chính những người đó, nhưng mà cứ để cho nhiều người tham dự. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị như vậy. Và chính nhiều người ra ứng cử tạo ra cái khối cử tri Việt Nam nó đông. Và đó là cái sức mạnh. Thế bây giờ lại nói đến cái sức mạnh là như thế này. Là trong kỳ vừa qua đó, ông thị trưởng và hai nghị viên Việt Nam lại còn giới thiệu một vị có thể là nghị viên Việt Nam tương lai của quận 8 nữa. Thì mình nhìn thấy cái sức mạnh. Thế thì những người đó, đó thì tôi có những người nói rằng là phải có nhiều người ra để mà giúp cho cộng đồng Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đã đến cái giai đoạn chúng ta cũng không nên nghĩ như thế. Cộng đồng Việt Nam cũng như các cộng đồng khác, cũng như những người Mỹ ở bên này, có thể được đồng đều cơ hội để hưởng tất cả những cái phúc lợi. Không một nghị viên thành phố nào mà ra làm ở thành phố mà làm cho cộng đồng Việt Nam lãnh được gọi là welfare nhiều hơn, hay là housing được hưởng nhiều hơn. Không, cái chuyện đó không thể có được. Đồng đều như mọi người. Đấy, cái đó là cái điều mà mình phải hiểu. Cái phúc lợi của đất nước này và cái dân Việt Nam gốc Việt ở đây đang được hưởng đồng đều như người khác, và trên thực tế có khi lại nhiều hơn. Tôi nói thí dụ, một trong những cái quyền lợi quan trọng nhất của cái đất này mà tôi thưa với quý vị đó là housing. Nhà cửa ở đây đó là rất là đắt đỏ, thuê khó các thứ, mà phải được trợ cấp thì đời sống mới yên ổn được. Nhưng mà quý vị có biết không, chúng ta đang ở thành phố này có 1/10, tức là 10% dân số, mà những người Việt Nam hưởng housing bây giờ cao hơn cái số đó 15-16%. Ai giúp được những người đó như vậy? Không cần ông thị trưởng giúp, không cần ông giám sát viên, những người Việt Nam đã chỉ bảo nhau làm đơn. Làm đơn đúng lúc, làm các thứ rồi là họ hưởng được. Những cái người khác đơn từ làm không đúng, không kịp thời các thứ đó, thành ra không có cách nào mà một ông nghị viên mà lại tự nhiên lại làm cho người dân Việt Nam lại hưởng hao gì nhiều hơn được. Cái chuyện đó là chuyện không có xảy ra ở nước Mỹ được. Cái đó là một sự công bằng. Thế rồi thì còn nhiều thứ khác nữa. Thành ra cái vấn đề mà chúng tôi muốn thưa với quý vị, nó ngược cạo một chút, là không có cần trông đợi ở cái người nghị viên giúp riêng cho người Việt Nam nhiều. Cái đó đất nước để đất cơ hội đồng đều. Thế thành ra ông ấy chỉ cần đem tài sức của ông ấy đóng góp cho thành phố, giúp cho toàn thể cái thành phố nó tăng tiến. Cái điều đó là điều quan trọng. Ông ấy làm thế nào, ông nghĩ ra những kế sách nào để cho tiền thuê nhà nó rẻ, nhà cửa cho nhiều người, và cả cái dân chúng của San Jose này nó được hưởng đồng đều. Cái đó là cái điều quan trọng. Đấy. Và lẽ dĩ nhiên trong trình tự riêng biệt thì mấy ông nghị viên, mấy ông thị trưởng,
ông ấy có thể hòa nhập nhịp điệu với lại cái cộng đồng của chúng ta trong cái tinh thần chống cộng, chứ không phải là những quyền lợi vật chất. Đấy, đó là như vậy. Ông ấy đem lại ngọn đèn đường cho tất cả mọi người, ông đem lại đường xá, ông ấy giải quyết vấn đề những cái kẹt xe cho tất cả mọi người, chứ không phải là để cho riêng cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam ngày hôm nay phải đến giai đoạn là cống hiến cho thành phố như ông kỵ viện tốt nhất để xây dựng cho cả thành phố, chứ không phải là xây dựng riêng gì cho chúng ta cả, là vì chúng ta đỡ như vậy. Thế bởi vì bây giờ ông phải lo cho homeless, mà trong khi đó thì cái anh Việt Nam mình homeless lại rất ít. Đấy là những cái ví dụ như vậy. Thế bây giờ còn một điểm nữa là trong cái buổi họp hôm đó đó, cái buổi đó đó thì cũng có những người Việt Nam phàn nàn về cái các nghị viên của chúng ta chưa có đủ khả năng, hay là chưa đáp ứng được với lại tất cả những cái đòi hỏi về đủ mọi thứ, về tài nghề, về đất độ. Nhưng mà tôi cũng xin thưa với quý vị là quý vị không ngó sang bên cạnh. Chúng tôi sống ở đây 30-40 năm ở thành phố San Jose này, tôi thưa với quý vị này là có hai ông nghị viên bê bối kinh lắm. Thành ra những nghị viên của sắc dân khác ấy, nó cũng không có tài giỏi, mà không có đức hạnh, mà không có gọi là xuất sắc gì hơn những cái nghị viên của người mình đâu. Cho nên mình cũng nên có cái lòng bao dung. Một ông nghị viên thứ nhất là ông Terry, ông ấy là gốc Phi Châu đó. Ông ấy, tội của ông là khổ nỗi là ông ăn bẩn, ăn tham nhũng là toàn những cái lặt vặt, vé đá ban đi ăn không trả tiền vân vân. Ông mất chức cho nên cái chức đó ấy, về cô Madison với lại nhảy vào được ấy. Cô Madison vào như vậy là kéo 10 năm. Thế rồi thì bên một ông nghị viên khác nữa, và một ông giám sát viên nữa chứ. Ông là người Lai Mễ với lại Nhật. Ông ấy lại còn bị những cái tham nhũng rồi cuối cùng ở tù, mất chức. Shirakawa đấy. Thế thì mình nên nhớ rằng là mình nên nhớ là mình cái ghế nghị viên đó cũng nó có là con người thường, nó có thể làm được một cái mức nào thôi, chứ không thể nào mà có thể mà là thánh thiện được. Thành ra mình có nên bao dung. Để tôi nghĩ là nói thật tình thì tôi cũng già rồi, tôi cho là mấy cái người nghị viên như vậy đó, họ lọt được vào những cái vòng mà gọi là điểm lọt được như vậy, họ cũng có cái khả năng và họ sẽ học dần trong công việc để họ càng ngày càng khá lên trong cái công việc. Chứ mình cũng không nên hẹp hòi khó khăn. Tại tôi vẫn trông cậy với lại, nói thật tình trong tình cảm, tôi vẫn trông cậy ở hai cái ông nghị viên họ Nguyễn của mình. Dù sao nữa cũng hiểu biết nhau, và tôi ghi là càng ngày họ là càng làm việc này có thể khá hơn. Thế nhưng mà có một điểm là cuối cùng mình ở vùng mùa này chúng tôi đó, tôi cũng muốn là có ngày nào có cái họ khác vào. Lần trước mình có cô họ Nguyễn, bây giờ là hai ông họ Nguyễn, thì họ Nguyễn thì hơi nhiều. Có phải có một cái họ khác vào nữa. Phạm Lê. Đấy. Thế thì đấy là cái mình nói về vấn đề mà cái tâm sự với đối với lại vấn đề bầu cử. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta năm nay là sẽ đi bầu tổng thống, bầu nghị viên và bầu dân biểu, và còn bầu nhiều cái chức quyền khác nữa. Và tôi đã nhìn thấy rõ ràng là cái số lượng gọi là cử tri của Việt Nam bây giờ đã quyết định được nhiều nhiều cái lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là cái khu mà cái chỗ mà cái quận 8 ấy. Mà nếu mà trong trường hợp mà may mắn đó, thì lại có thể có một cái nghị viên của Việt Nam ở quận 8 mà lại vào được nữa. Thì đến lúc đó đó là cả ba cái nghị viên đó phải là người Mỹ yểm trợ lo cho cái thành phố này, chứ không phải rằng là chỉ lo cho cộng đồng của mình. Bởi vì nói thật tình, đối với lại thành phố với cộng đồng của mình ấy, không có nhu cầu gì nhiều. Chẳng hạn như ông xem, ông nói là ông mới nói ông bảo ở bên cái phi trường đó có các quán ăn, mà bây giờ chưa có cái quán ăn Việt Nam. Ông ấy sẽ giúp để cho có một người mở một cái quán ăn
thực đơn Việt Nam ở phi trường FOC thì tôi nói điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà ở đây mình có hơn 100.000 người, ông giúp thì ông giúp được cho một người thì chứ không có phải là chuyện đặc biệt gì. Không lẽ là ông đưa vào đó 10 quán ăn Việt Nam mà cũng chưa đi đâu cả. Thành ra cái vấn đề chính là cái vấn đề là hưởng cái phúc lợi của toàn thể mọi người và đóng góp được những cái điều gì. Và tôi thì tôi mong là cái thành phố này đó nó phải như thế này mới đúng. Tôi thưa với quý vị, toàn thể quý vị nghe đó, cái thành phố San Jose này nó có một cái tiềm lực rất là lớn lao về vấn đề điện tử. Nhưng mà cái danh tiếng của cái thành phố này chưa xứng đáng với cái tiềm lực điện tử. Thành phố này đó, nó là San Jose đó, nhưng mà nó có thành phố chư hầu chung quanh ấy. Nó là 14 thành phố khác chung quanh, Cupertino, Santa Clara, các thứ đó. Nó trở thành cái thung lũng điện tử mà cái kinh đô chính là San Jose này đó chưa được các thế giới kính phục đúng mức. Trong khi đó thì cái tiềm lực thực của nó là ghê gớm. Ví dụ như quý vị lên trên Cupertino mà coi một cái công ty mà Apple đó làm một cái nó giống như là một cái phi thuyền hạ cánh. Để quý vị tối lên mà coi lạ lùng, chưa bao giờ mà một cái bộ chỉ huy của một cái hãng computer mà làm như vậy. Họ làm thành một cái hình tròn như là một cái phi thuyền, đại phi thuyền hạ cánh. Thành ở đây nó có nhiều cái chuyện hay, nhưng mà cái San Jose này chưa, quả thực là chưa đạt được cái mức mà gọi là anh chị cả cái vùng này. Nhưng mà được có kỳ này thì may ra có Super Bowl chủ nhật này đó thì cũng được thế giới gọi là biết tới. Nhưng mà cũng điều đáng tiếc ấy, là ở vùng này chưa đủ sức đón. Thành như bao nhiêu khách khứa ở trên nước Mỹ mà dồn về đó, ở San Francisco thì xuống dưới Santa Clara này coi đấu. Thành ra cái đó là một cái mà tôi định giới thiệu với quý vị. Thôi thì mình ở đây lâu rồi, anh cũng ở đây lâu rồi, thì mình đây nó là đất của mình, quê hương của mình. Thế bây giờ đến một cái phần khác nữa, bác muốn tâm sự với anh Nam, với quý vị là trong cái tâm sự này đó, tôi nói về cái viện bảo tàng của chúng tôi, mà nói thật tình mà nói đó, nói với đầy những cái niềm hãnh diện. Bởi vì thưa quý vị, nó như thế này là khi mà mình bỏ nước ra đi sang bên này đó, thì mình chỉ lo cơm áo, cái gì rồi cũng suy sụp tinh thần. Không có một người nào mà nghĩ rằng là mình sẽ xây dựng một cái viện bảo tàng của Việt Nam ở tại Mỹ. Thế thì bây giờ đó, sắp ở cái cuộc đời mà gần 80 mấy rồi, mình mới chợt thấy là cái định mệnh đã đưa đẩy mình có một cái may mắn hết sức, thưa quý vị, mà làm được cái viện bảo tàng. Ở trong đó bây giờ nó có những cái nhiều cái thứ cái giá trị. Nhưng mà cái giấc mơ kế tiếp của tôi ấy, là nó như thế này. Quý vị thử tưởng tượng xem là bây giờ để mà nói rằng là mình đi khỏi nước, mình đem quê hương theo, đem cái gì theo? Bây giờ mình đem cái tinh thần mà chống lại cái phương Bắc, kẻ thù gọi là truyền kiếp bao nhiêu năm. Mình chỉ có thể đem linh hồn của các vị anh hùng dân tộc. Cái chuyện đó được rồi. Ở Nam Cali có dựng lên. Thế thì bây giờ có người nói là dựng lên một cái tượng của Đức Thánh Trần chẳng hạn. Bây giờ đem để ở đâu bây giờ? Rất nguy hiểm. Nếu mà để ở Đức Thánh Trần mà họ cho đem vào trong cái thư viện kinh họ để đó thì may ra an toàn. Nhưng mà đời nào mình nghĩ coi, cả cái nước Mỹ này họ làm thế nào mà họ lại coi Đức Thánh Trần của mình ngang ông Washington của họ được. Thành không vào trong đó được, không vào trong tòa thị xã đứng ở đó được, ở trên điện Capitol hay là ở trên Sacramento đầy những tượng những anh hùng của nước Mỹ ở trong đó. Mình để ở đâu? Không lẽ bây giờ mình đem ra chỗ trung tâm chợ Lyon mình để. Chợ Lyon thì vốn của tàu cũng nhiều. Chợ Maxim thì cũng vốn tàu nhiều.
ông Trần Hưng Đạo ông đứng đó thì ông ấy cũng thấy buồn. Trong tất cả cái COJ này chỉ có cái History Park là có thể để được. Anh làm thấy cái điều đó. Công viên lịch sử. Công viên lịch sử là bởi vì nó có hàng rào chung quanh, nó có đất rộng, nó có ranger đi canh gác ngày đêm. Mình để các vị anh hùng của mình ở đó, mình không nói kẻ thù nghịch, chỉ những tay phá chơi thôi. Bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi dựng cái kỳ đài trong 9 năm, đêm nào cũng thắc thoảng nó cắt dây phá của mình, cái cờ rơi xuống. Thành ra chỉ còn ở trong cái chỗ đó đấy, cho đó đấy. Thì tôi tưởng tượng đến một ngày nào trong 5, 10 năm, 20 năm nữa, ở trong đó nó có được cái vị trí đẹp, vườn chung quanh, có thể để được những cái kiến trúc đặc biệt của Việt Nam. Mà kiến trúc đặc biệt của Việt Nam ấy, đơn giản là cái chùa Một Cột của miền Bắc, cái tháp Thiên Mụ của miền Trung, và cái cổng Tam Quan của lăng ông Lê Văn Duyệt ở miền Nam. Ba cái đó đặc thù, đơn giản, mà rõ là Việt Nam, hết sức là Việt Nam. Đấy. Thế thì tôi thưa quý vị là không phải là một cái công trình phải xây vạn lý trường thành gì cả. Cái chùa Một Cột đấy, đúng kích thước của nó rất là đơn giản, mà nó là tiêu biểu một công trình nó trông nó thanh thoát, mà nó có ý nghĩa từ đời Lý, của đời Lý. Thế rồi cái tháp Thiên Mụ đó, cũng lại là một cái kỷ vật. Tôi thấy nhiều đoàn du lịch về cứ chụp hình ở nước trước tháp Thiên Mụ, là vì nó có ngọn tháp, nó dễ để lấy bức hình. Nhưng mà còn riêng cái cổng Tam Quan đó, đi từ Bắc đến Nam đó, nhiều cổng Tam Quan lắm, nhưng mà cái nào cũng mô phỏng theo cấu trúc của tàu. Chỉ có cổng Tam Quan của gọi là đền của ông Lê Văn Duyệt ở miền Nam, đặc thù miền Nam ấy, là khác với lại cái cổng Tam Quan của tàu. Nó có cái vẻ uy nghi, mà có vẻ rất là có vẻ miền Nam. Ba cái công trình kiến trúc đó của quê hương đem đến đây, con cái chúng ta đến nơi nhìn thấy ở đấy là quê hương, đấy là ý nghĩa. Rồi những cái ông Trần Hưng Đạo, ông Quang Trung, ông Lê Lợi, những vị anh hùng như vậy, khi nhìn những bức tượng, mà phải bức tượng đẹp, mà phải để trên cái bục cao, để ở trong cái đằng trước cái viện bảo tàng, trong cái công viên của cái bảo tàng đó an toàn. Đó là cái giấc mơ kế tiếp mà chúng tôi muốn được tất cả mọi người tiếp tay làm. Thành nhân tiện đây, quý vị nghe chúng tôi nói, xin quý vị gửi cho chúng tôi sẽ gửi ra những cái hình mà chúng tôi ghi nhận được. Quý vị gửi lại cho chúng tôi những cái nào mà những cái mà quý vị thấy còn đẹp hơn, đã làm được ở đâu. Chúng tôi sẽ xin nhờ các mạnh thường quân, các nhà ân nhân có thể tài trợ đưa lên, và chúng tôi đã có sẵn chỗ để. Cái đó là cái nó sẽ trở thành, tôi ước mong là mỗi năm Tết đến, nếu mà quý vị đi nhà thờ, quý vị đi chùa, quý vị sinh hoạt hội đoàn, nhưng mà quý vị phải tới một chỗ nào mà nó không có liên quan thẳng đến một thứ tôn giáo, không liên quan tới một đảng phái, không liên quan tới một cái hội riêng, mà cái chung cho tất cả mọi người. Một bên là tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, một bên là những con tàu của thuyền nhân, rồi tới những cái tượng của những vị anh hùng dân tộc, rồi tới những kiến trúc tiêu biểu của ba miền đất nước. Cái chỗ đó hy vọng là khi mà tôi không còn nữa, tôi qua đi, anh Nam tới, bảo đảm là sẽ có rất nhiều người tới thăm viếng mỗi một buổi xuân về. Cái đó là ước mong mà tôi muốn gửi đến quý vị. Cái đó là cái giai đoạn kế tiếp. Và cái đó cho đến bây giờ, tôi thưa quý vị, ở bên Hướng Đạo đó, nó có những cái lời thề và có những thách thức dễ thương lắm. Hai đoàn Hướng Đạo thi nhau leo núi, thi nhau làm sao cho cao hơn, nhanh hơn và xa hơn. Và các em Hướng Đạo đứng lên nói là tôi challenge, tôi thách thức các bạn có thể làm được. Thì hôm nay, ngày hôm nay, tôi xin ngỏ lời thách thức miền Nam Cali ở dưới Bonta làm được một cái museum như tôi. Tôi thách thức với cộng đồng bên Canada
làm được một cái museum như chúng tôi đã làm. Tôi thách thức với Úc Châu, tôi thách thức BDC. Quý vị có giỏi giống như là những đoàn gọi là đoàn hướng đạo, mình thách nhau làm. Quý vị có giỏi, quý vị làm một cái như chúng tôi. Còn không được, quý vị lại đây mà coi những cái của chúng tôi vào mùa xuân năm nay. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Đó là lời tâm huyết. Thưa thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi chia sẻ một chút tâm huyết với bác Lộc ấy, thì cũng thưa quý vị như thế này. Tôi cũng đồng ý bác Lộc chỗ này nè. Trong cuộc đời chúng ta hay nói người này người nọ, vài ba người ra tranh cử là chia phiếu. Thực sự tôi không nghĩ như vậy. Và tôi rất đồng ý bác Lộc. Cái voting power, cái sức mạnh của cộng đồng qua lá phiếu á, đã làm chiến thắng lớn nhất, chứ không phải là chiến thắng của nghị viên hay chiến thắng của ông thị trưởng. Đúng như vậy. Bởi vì người ta không có nhìn á, là ông nghị viên, người ta không nhìn thị trưởng, mà ta nhìn á, là cái cử tri của người Việt có bao nhiêu phiếu. Cho cái voting power, cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam qua lá cử tri, lá phiếu của mình á, đó là chiến thắng tuyệt đối của người Việt. Cái địa vị người Việt có là bởi vì cái voting power, chứ không phải bởi vì ông cô Madison Nguyễn, cô Vân Lê, hay ông Đỗ Thành Công, hay ông Nguyễn Tâm, hay ông nghị viên Mạnh, vân vân. Và cho nên tôi nghĩ rằng để có được cái đó, càng nhiều ứng cử viên ra càng tốt. Và khi chúng ta không có nghị viên nhân nữa và chúng ta có cái voting power rất là mạnh, thì từ Hoa Đình Đốn cho tới xã đây cũng sẽ nghe chúng ta. Cho nên chúng tôi hoàn toàn đứng chung Bắc Lộc trong lập trường là chúng ta cần một sức mạnh cộng đồng nhiều hơn là sức mạnh một cá nhân, một cá nhân tiêu biểu. Và trong ý nghĩa đó, cái voting power, cái sức mạnh của cử tri, số đông cử tri trở thành một cái điều quyết định cho sức mạnh cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cho nên cái đó là chúng tôi hoàn toàn đồng ý Bắc Lộc. Cái thứ hai nữa đó, đây là cái thảm kịch mà các ứng cử viên, các dân cử Việt Nam đều gặp phải, là anh đại diện cho ai. Tất nhiên là cái người dân cử Việt Nam không thể không nói không đại diện cho việc người Việt mình được. Mà chúng ta phải cần cân nhắc tí là đại diện cho cái cộng đồng mà dân số đó, trong đó có người Việt của chúng ta. Bởi vì đó, nếu không nghĩ được cái điều đó đó, thì nhiều lúc ông nghị viên chúng ta bị kẹt cái cơ giữa, không biết là chúng ta nghiêng về bên nào. Chẳng hạn bác Lộc vừa cho ví dụ homeless, chúng tôi đã từng rất là nhiều lần trong mấy chục năm liên tiếp làm việc trong cái vụ homeless này. Nhưng mà quý vị đi vào trong khu đó, người Việt chúng ta không có nhiều, nhưng mà không thể không giải quyết được. Cho nên có những nghị viên của chúng ta phải là nghị viên của thành phố và nghị viên của người Mỹ, nghị viên của nhiều sắc dân, và từ đó chúng ta leo bậc cao hơn. Ông Barack Obama không phải chỉ có phục vụ người Mỹ da đen, mà thậm chí sắp tới ông Ted Cruz cũng không phải là phục vụ cho người Mỹ gốc Cuba. Cho nên là cái chuyện đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn, bởi vì chúng ta phải nghĩ đến những người Việt có những tầm vóc lớn cho quốc gia Hoa Kỳ hơn là những người Việt chúng ta chỉ có tầm vóc nhỏ trong cộng đồng. Và chúng ta đặt cái cộng đồng mình trong cái tổng thể của nước Mỹ, chứ không phải chỉ cái tách biệt khỏi nước Mỹ. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần lưu ý vấn đề đó. Cái chuyện mà trong cái mùa này đó, chúng tôi và một số anh em trong đợt này, quý vị thấy chúng tôi đang mở cái mục chuyện từ quán cà phê. Mà một trong những điều mà người dân mấy hôm nay gọi chúng tôi rất là nhiều, bởi vì chúng ta dám nói những điều mà người dân đang muốn nói, mà người ta không nói được, thì chúng ta phải nói cho họ. Nói điều gì? Một người dân chúng ta rất là bất mãn, bởi vì những người chính trị gia lẻo mép, mị dân, chỉ tới cộng đồng Việt Nam chúng ta, cho cộng đồng người ta ăn bánh vẽ, giật lá phiếu cộng đồng Việt Nam, lừa gạt cộng đồng Việt Nam để lấy lá phiếu, mà quay lưng ra đi, không thương tiếc. Thưa quý vị, chúng ta sẽ whistleblower, chúng ta sẽ thổi còi những cái nhân vật tranh cử như vậy. Họ nói, chúng tôi sẽ đến lúc điểm qua từng ứng cử viên một. Có họ đã nói cái gì, có bằng chứng như thế nào, họ viết báo như thế nào, và bây giờ họ có ngó ngàng tới chúng ta hay không. Cho nên những cái chuyện mà nó chúng ta không thể, họ không thể để cho họ tới cộng đồng Việt Nam chúng ta mà coi chúng ta là những cái
kẻ mà khờ dại thả một vài cái lời có ông bướm nói như câu kính chào quý vị rồi xong rồi á, cảm ơn quý vị, chúng ta nghe sướng, rụng lông tai, bỏ họ lá phiếu rồi quay mặt đi. Họ có đứng với mình trong những cái cuộc biểu tình xuống đường không? Họ có chia sẻ với những cái gia đình Việt Nam khốn khổ nằm đường nằm chợ không? Những người Việt Nam họ có chia sẻ với những quyền lợi cộng đồng Việt Nam không? Họ có thao thức với những cái điều mà cộng đồng Việt Nam thao thức không? Chúng ta phải bắt họ, anh đừng có hứa. Nếu anh hứa, không ai bảo anh hứa cả. Anh hứa thì phải giữ lời. Đừng để những ong bướm đến rồi lại đi. Chúng ta không chấp nhận, cộng đồng Việt Nam trưởng thành không chấp nhận những cái trường hợp như vậy nữa, phải không bác Lập? Đúng, tôi đồng ý. Cho nên ở lần này chúng ta sẽ khó tính hơn những ứng cử viên đến hứa hẹn với chúng ta điều này điều nọ, ký điều này điều nọ. Tất chúng ta không muốn họ đến với mình như những con ong cơm bướm này, nhả những lời ngon ngọt rồi lại bỏ đi. Một cái câu còn đó là những lời về tâm tình bác Lộc vấn đề tranh cử, và chúng tôi lắng nghe bác Lộc và cũng rất là tán đồng bác Lộc. Chỉ riêng cái ở đây đó, tôi thưa quý vị, có thể có một số quý vị không thích đại tá Vũ Văn Lộc, có số quý vị ít thôi thích đại tá Vũ Văn Lộc. Chúng tôi không bỏ việc thích và không thích bỏ qua một bên, chúng ta không bàn cái chuyện thích hay không thích bác Lộc bỏ qua bên. Nhưng mà có cái điều này nè, nếu ngày trước chúng ta đọc cái tác phẩm mà nó, tôi không biết, tôi nhớ từ trên 40-50 năm rồi, không biết tôi nhớ tựa đề chính xác không, Một phát vẽ chân dung con người. Một phát vẽ chân dung con người. Vậy nếu chúng ta có một cộng đồng tị nạn thải ngoại thì thế nào là những phát vẽ của chân dung của cộng đồng này, không những cho thế hệ ngày nay mà thế mai sau. Ngày xưa ông Trịnh Công Sơn trách cái thế hệ cha ông là gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Ông ta phủ định cái thế hệ đi trước, phủ định cái công sức thế hệ đi trước. Anh chẳng làm được gì hết, gia tài anh để lại là gì? Là một nước Việt buồn. Thay vì ngồi trách như Trịnh Công Sơn, chúng ta thể tự hỏi mình, cái gia tài mình sẽ để lại cho con cái mình, cháu chắc mình là cái gia tài gì? Thay vì ngồi nguyền rủa với Trịnh Công Sơn, tại sao bắt đầu làm những việc mà chúng ta để lại di sản cho tụi nhỏ? Trong cái niềm suy tưởng như vậy, cái phát vẽ của bác Vũ Văn Lộc, cựu đại tá Vũ Văn Lộc và nhà văn Cao Chỉ, cái công trình đó, cái công trình làm bảo tàng viện mà chúng tôi đã đến và nhiều lần đã đến, thực quý vị, đó là cái bảo tàng thuyền nhân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta có dịp đến hàng ngàn hiện vật. Chúng ta có thể dắt các em đến là xem những bộ quân phục của cha anh mình, xem những huy chương của cha anh mình, xem bộ đồ lính của cha anh mình, xem bầu cờ sắc áo của cha anh mình, xem chiếc thuyền của thuyền nhân ra đi, xem những cái lon ghi gô ở trong tù như thế nào, xem những bia mộ của tử sĩ trong trong nghĩa trang Biên Hòa ra sao. Chúng ta bắt gặp cả một lịch sử, cả một quá khứ. Từ thưa quý vị, tôi nói cái quý vị cũng tôi được nghe cái tin không biết chính xác không, nhưng bác Lộc đã từng ở một nhà khá lớn trên núi vì cái cần thiết tài chính để mà lo cái bảo tàng viện này. Không phải cuộc đời bỏ ra, công sức thời gian bỏ ra, mà còn có khi bán cái nhà lớn để về ở cái mobile home nhỏ để kiếm thêm chút tiền bỏ vào trong đó, cộng thêm sự giúp đỡ của những mạnh thường quân. Cái công trình đó với tôi là một sự ngưỡng mộ, bởi vì đó, nếu chúng ta gọi là phát vẽ chân dung cộng đồng Việt Nam thì có những phát vẽ thì không thể không có phát vẽ cái chân dung cộng đồng Việt Nam qua cái bảo tàng viện mà bác Lộc đã dày công làm. Nhưng mà sức con người bao giờ giới hạn. Cho nên cái di sản và kế thừa di sản rất là thú vị. Cháu không nghĩ rằng cái lời thách thức của bác làm lời thách thức, mà cháu đọc ý kiến bác cháu xin lỗi bác nóng như một lời trăn trối vậy. Bởi vì tại sao cháu nghĩ như vậy? Năm nay bác Lộc trên 80, 82, 83 rồi. Thực sự mà nói, trong cái tuổi này, từ Mỹ nó gọi là countdown, là tới ngày nghỉ, tới cái ngày về với ông bà tổ tiên rồi. Thì ra đi như vậy, tổ chức nào, nhân sự nào, tài chính nào, sức mạnh nào, để có thể tiếp tục xây dựng bảo tàng, trở thành một cái vết lớn trong cái dòng di sản Việt Nam tại hải ngoại.
Cho nên chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi, cháu cũng xin tình nguyện giơ tay trước cái bác là nếu có cái shop nào nhỏ nhỏ bác cho cháu một cái công việc để cháu phụ với bác một tay. Bởi vì cái đó đó, chẳng hạn bây giờ, chẳng hạn như tôi có cháu nội cháu ngoại ví dụ như vậy. Nó nói, ông nội, ngày xưa nghe nói gia đình mình nhiều người đi quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đi lính. Đi lính là đi cái gì? Rồi mình nói thuyền nhân là cái gì? Rồi có thể nói là đi cái tạo là cái gì? Chúng ta có cả một cái kho tàng, một dấu vết sống thực. Quý vị có thể đứng trước cửa nhìn thấy những cái khung cửa tù và nơi đó tù nhân là những sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa ngồi bị nhốt trong cửa tù đó, tay cầm lên cái song cửa và ăn bằng những lon ghi gô ra sao. Chúng ta có cả một quá khứ, có cả lịch sử. Cho nên trong âm nhạc, trong hội họa, trong thi ca, trong bảo tàng, trong tất cả mọi thứ, cộng đồng Việt Nam chúng ta đang vẽ. Mà tôi dùng cái tác phẩm, tên một tác phẩm nào đó mà tôi đọc trước đây, một phát vẽ chân dung con người. Nếu chúng ta cùng với nhau vẽ, vẽ và vẽ, quý vị để lại một cái điều gì đó, chúng tôi để lại điều gì đó, Bắc Lộc để lại cái điều gì đó, và chúng ta sẽ trao truyền cho thế hệ con cái mình, không để một thế hệ sau sẽ lớn tiếng nói một câu mà chúng tôi rất là đau lòng, là gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Chúng ta phải giàu có qua di sản, giàu có qua trí tuệ, giàu có qua tài năng, giàu có qua tài chính, giàu có với tất cả một phương diện, trong đó phải có giàu có và di sản. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng hỡi các bạn trẻ khắp mọi nơi, tôi nghĩ điều đầu tiên là Bác Lộc nên làm cái dự báo công trình, hướng đi công trình, và chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian tâm sự Bác Lộc để chúng ta có một lời kêu gọi chung tất cả mọi nơi. Và việc các em thấy công trình như thế nào, nó đã tới đâu, sẽ làm gì tiếp, đoạn đi thế nào, thì giống như một cái hành trình ra đi như vậy, thì sẽ có những tài công, sẽ có những thủy thủ, sẽ có những người khuân vác trên tàu. Nếu không có được làm những chuyện đó, chúng ta có thể nấu cơm để đãi người thủy thủ để lái trên tàu đi. Bởi vì chúng tôi cũng xin hôm nay tình nguyện với Bác Lộc là nếu có gì sai bảo, đừng ngại, cứ bảo cháu làm một câu. Bởi vì chúng ta cần có những cái phát vẽ như vậy, về không phải chỉ chân dung của người Việt, mà cả cộng đồng Việt Nam trước khi chúng ta bước vào những thế kỷ tới. Có thể nói rằng có những người cho một cái giấy độc tập ra trại, một người cho một cái phiếu thực phẩm, phiếu vân vân. Chúng ta phải nhớ lại tất cả những đau thương đó của dân tộc mình và của chúng ta. Ở đâu thưa quý vị? Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa và thuyền nhân. Chúng tôi mời quý vị một lần nữa, nếu quý vị nghe chương trình này, dù quý vị ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này, quý vị có dịp đến San Jose thăm thung lũng điện tử và cũng ghé lại thăm một cái dấu vết của quê hương, đất nước và di sản của mình. Bởi chúng ta cùng thở một cái dịp sống bây giờ, chúng ta hít cái hơi thở của tiền nhân, cho chúng ta cái tự hào, cho chúng ta con đường yêu nước, cho chúng ta bước chân đi ngày mai, và chúng ta nối kết bởi những cái tự hào về sau, thế hệ chúng ta sẽ trở thành lịch sử. Lịch sử không phải chỉ có quá khứ, lịch sử ngay thế hệ của mình, và chúng ta cũng sẽ một phần của lịch sử. Mời quý vị cùng với Bác Lộc, cùng với chúng tôi, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta cùng vẽ lên lịch sử của cộng đồng Việt Nam trong giai đoạn tới, phải không thưa Bác Lộc? Vâng, xin cảm ơn anh. Lời của anh cũng là một lời tâm sự. Yeah. Tôi cũng rất là cảm ơn anh đã hiểu và đã giải bày. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gọi là khai triển cái đề tài này trong những kỳ tới. Yeah. Xin chúc mừng năm mới toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Có lúc Bác Lộc chúng tôi hơi xúc động, có gì mà nó đi quá lời đó thì mong quý vị anh em tha thứ cho, bởi vì khi nói một đề tài mà nó thuộc về đất nước dân tộc thì bao giờ trái tim mình nó hơi đập hơi mạnh, cho vậy. Nên hơi đi quá đúng gì đó vậy. Thì mong quý vị tha thứ và thông cảm. Xin trân trọng kính chào quý vị và rất xin cảm ơn Bác Lộc một lần nữa. Thank you.